Chào mọi người, mình tên là Dũng, là kênh thực viên của Video Shop. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho tất cả mọi người một cái tin vui. Đó là một cái dàn karaoke có cấu hình thủng và được sử dụng rộng rãi ở tất cả các phòng karaoke kinh doanh cũng như là gia đình, được bán với mức giá là 71.390.000. Sẽ được Video bán chỉ với mức giá là 53.990.000. Và sẽ được Video gọi đó là dàn karaoke Namix 2019. Subscribe Video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Đầu karaoke Okara M10i, thiết kế phay xước tinh tế, tích hợp sàn ổ cứng 4T, sở hữu khả năng lưu trữ hàng nghìn bài hát. Hỗ trợ hát karaoke trên YouTube, có thể nâng cấp nhạc online thông qua Internet. Hoạt động trên hệ điều hành Linux mượt mà, cho phép kết nối với điện thoại, máy tính bảng, màn hình cảm ứng để điều khiển và chọn bài. Mixer karaoke BF Audio K6000 Pro có khả năng chấm hú lên đến 98%, hỗ trợ đến 15 cấu hình khác nhau trong từng thể loại nhạc và giọng ca. Vang số K6000 Pro được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ kết hợp với khả năng chỉnh echo và reverb cho phép xử lý giọng hát mượt mà hơn. Main karaoke BF Audio RMA4003 thuộc dọc main 2 kênh, sở hữu công suất 400W mỗi kênh, trở kháng 8 ohm, có khả năng khuếch đại âm thanh vượt bậc. Cục đại công suất này được trang bị hai hệ thống khe tản nhiệt trước và sau, giúp thiết bị làm việc lâu hơn mà không bị nóng. Loa full karaoke laptop UV10 sở hữu công suất lên đến 1000W cùng trường phủ âm thanh rộng hơn 40m2. Thiết kế màu đen sang trọng cùng hệ thống loa có cấu trúc hai đường tiếng giúp tái tạo âm thanh bass trầm chuẩn mực, mic rõ ràng, treble trong trẻo. Loa siêu trầm BF Audio 12SA sở hữu cụm bass 3 tấc cho công suất 200W, thiết kế đơn giản với lồng bass đánh ngang. Loa sub cao cấp BF 12SA này cho phép hoạt động nhịp nhàng với âm ly và cho ra chất âm chuẩn phòng karaoke. Micro karaoke BF Audio 01/2019 được trang bị 500 kênh sóng hiển thị, tự động dò sóng sạch và chống cộng hưởng gây ù nền, chống hưởng cực tốt và hỗ trợ âm trầm rõ ràng hơn các dòng micro khác. Được trang bị cảm biến tự tắt tiếng và tự ngắt khi không sử dụng đến để tiết kiệm pin, chống va đập cao có thể ra rất thoải mái mà không bị làm hư củ mic. Bộ kiểm soát nguồn BF Audio BF 10 Plus giúp tránh khỏi các hiện tượng sốc điện hoặc cháy nổ, chập điện gây hư hỏng. BF 10 Plus còn có chức năng chống sét và tự động ngắt nguồn khi có sự cố về điện xảy ra. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và với công nghệ digital thì cái dàn karaoke Namix của chúng ta sẽ cho ra chất âm thật sự là hoàn hảo. Tuy chỉ được phối ghép dành riêng cho karaoke, nhưng nếu các bạn nghe nhạc và xem phim thì vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bạn mà không cần phải phối ghép thêm một thiết bị nào khác. Về thiết kế thì những sản phẩm của chúng ta được thiết kế rất là chắc chắn, gọn nhẹ, phù hợp với những gia đình hiện đại cũng như các phòng kinh doanh có yêu cầu về tính thẩm mỹ cao. Và mình sẽ nhắc lại giá của dàn karaoke Namix 2019 của Video có giá là 53.990.000. Và nếu các bạn cần thêm thông tin gì về những sản phẩm này thì các bạn có thể comment bên dưới để chúng tôi hỗ trợ tất cả các bạn. Và đừng quên, nếu các bạn muốn trải nghiệm âm thanh trực tiếp thì các bạn có thể đến ngay cái showroom của Video Shop để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn. Subscribe Video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.